Trung tâm Nghệ thuật Adam chi nhánh Hưng Yên xin kính chào quý khách. Ra đời từ năm 2009, mục tiêu của chúng tôi là đào tạo các bộ môn nghệ thuật, đặc biệt là piano, guitar, organ, thanh nhạc. Với đội ngũ giảng viên giàu nhiệt huyết, dày kinh nghiệm không chỉ trong kiến thức mà còn chuyên nghiệp trong kỹ năng, hiện tại chúng tôi liên tục khai giảng các khóa học về đàn, hát, vẽ, khiêu vũ và múa dân gian cho các em thiếu nhi từ 4 tuổi trở lên, cùng với các lớp học nâng cao và các lớp khiêu vũ cho người lớn. Với tiêu chí mang âm nhạc đích thực đến với cuộc sống của bạn, chúng tôi luôn cố gắng mang đến những dịch vụ tốt nhất và nhận về sự hài lòng nhất. Cảm ơn quý khách đã gọi điện đến Trung tâm Nghệ thuật Adam